Mình bị lừa đảo và may mắn cũng đã lấy lại được. Ai cần nhắn mình giúp nhé. Trời đất ơi, ai cần mà bị lừa nữa thì nhắn cho bạn này để bạn lừa tiếp. Thiệt sự mọi người, không phải là Ngọc Ngọc bị tiêu cực, nhưng mà thực sự ở trên mạng khi mà chúng ta bị lừa đảo mà chúng ta đã chuyển khoản hoặc là chúng ta bị mất tiền vì một cái lý do gì đó mà cái bọn lừa đảo nó đã cố tình á, trời, Ngọc nói thiệt, trời mới lấy lại được. Kể cả việc là có rất nhiều khách hàng sau khi bị lừa cũng đi ra trình báo công an thế này thế kia, nhưng mà lừa đảo bây giờ nó tinh vi lắm mọi người. Số tài khoản có thể không phải là số của nó luôn đó, là một cái số tài khoản nào đó hoặc là một cái hình thức nào đó, nó hay lắm mọi người. Và để cho mình không có phải bị tìm cách để mình lấy lại tiền á, thì mình tốt nhất là mình đừng có để mình là nạn nhân của lừa đảo, mình đừng có chuyển tiền của mình đi đâu hết nha mọi người. Đời mình sống thiệt. Và đối với cái suy nghĩ của Ngọc á là phòng bệnh hơn chữa bệnh, là mình đừng có để mình bị mất tiền rồi mình mới đi kiếm tiền, kiếm lại cái đồng tiền của mình bị mất. Mọi người ơi, một khi mà tiền mà đã ra đi rồi mà đã chuyển cho người khác rồi, cho mượn thôi mà còn khó lấy lại được, thì huống chi là mình đã chuyển cho một cái người vô danh nào đó, một cái người nào đó mình không biết ở trên đời. Thì mọi người nghĩ cái việc mà mình lấy lại được tiền á, nó có đơn giản không? Còn chưa tính những cái trường hợp như vậy nè, cái trường hợp mà ai bị lừa đảo, mình bị lừa đảo và may mắn lấy được, ai cần nhắn, ai cần thì nhắn, trời đất ơi, ai rảnh đó không mà đi giúp mình, Ngọc nói thiệt. Và khi mà chúng ta đã chuyển đi, mọi người nghĩ đơn giản là mình chuyển đi cho một cái người nào đó, thì một cái người nào ở trên mạng nào đó sao mà có thể lấy lại cái đồng tiền đó được? Tiếp tục nó lừa tiếp tục mình đó, nó thao túng tâm lý mình, nó làm cho mình bị mơ mơ hồ hồ. Tại vì cái lúc này là mình đã bị cái cảm giác mình mất tiền quá rồi, mình không dám tâm sự với ai, mình cũng không kể cho người thân, mà kể ra thì người ta sẽ nói mình dại, mình khờ, mình ngu, mình ngơ đó. Đôi khi là nó hơi nặng nề, mình rồi không dám tâm sự rồi để cho mình mất trắng luôn. Rồi khi mà ở trên mạng thì nghe người ta nói là lấy lại được tiền lừa đảo, có ai bị mất tiền bị lừa đảo hay không để mình giúp cho, trời đất ơi, ai mà giúp mình, thề luôn không ai giúp luôn. Mà cái tóc của Ngọc của mọi người tới độ cái bọn lừa đảo á, nó cảnh báo luôn, nó làm cái gì Ngọc không hiểu, mà những cái bình luận mà Ngọc Ngọc kêu đây là lừa đảo á, là Ngọc sẽ bị báo cáo luôn á mọi người. Ngọc chỉ cần nói đây là hình thức lừa đảo là nó báo cáo Ngọc luôn. Ngọc cũng không hiểu là nó chặn cái kênh của Ngọc nói những cái chữ đó luôn á. Nên á, đối với cái suy nghĩ của Ngọc nè, tiền ở trong tài khoản của mình á, là mọi người đừng có cung cấp bất kỳ một cái thông tin cá nhân, thông tin mã OTP hay là gì đó. Rồi khi mà nó kêu mình chuyển tiền, bất kỳ lý do gì nha mọi người, bất kỳ lý do gì cũng không được chuyển tiền. Đi vay tiền thì nếu người ta đưa tiền cho mình thì mình lấy, còn không thì thôi. Còn không có chuyển phí này phí kia. Rồi trên đời không ai cho không ai gì nha mọi người, không có được tặng quà, không có được trúng thưởng gì đâu. Rồi khi mà nó cho mình trúng thưởng xong, nó bắt mình đóng phí này phí kia để mà mình lấy được cái giải thưởng đó. Xã hội bây giờ nó suy thoái, kinh tế mọi thứ nó bị trì trệ xuống, thì người ta lừa lừa nhau rất là nhiều. Thì chỉ có bản thân của chúng ta phải tự giữ lấy tiền của chúng ta, phải tự cứu lấy chúng ta nha mọi người. Cảm ơn mọi người.